Điều tàn khốc của sự trưởng thành chính là con gái luôn trưởng thành trước con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái không một đứa con trai nào có thể chống đỡ được. Đó là câu nói phù hợp nhất cho câu chuyện của ngày em đẹp nhất. On your wedding day, Woo-yeon, chàng trai ôm mối tình hơn 10 năm với cô bạn tin vào tình yêu định mệnh 3 giây Hwang Sung-hee. Họ gặp nhau lần đầu ở thời trung học, tình yêu vừa mới chấm nở thì phải xa nhau. Dường như duyên phận khéo trêu người, khi cho họ gặp lại, hiểu lầm, xa cách rồi một lần nữa đến với nhau và cuối cùng thì không bao giờ là của nhau. Park Bo Young ở tuổi 28, một trong những diễn viên được thời gian yêu ái, cô thể hiện thành công sự ngây thơ của nữ sinh trung học và những cảm xúc phức tạp của người phụ nữ đã trưởng thành. Giọng nói vừa có thể ngọt lịm, vừa chói tai tùy vào trường hợp, nhưng không thể phủ nhận mỗi khi nhân vật Song Hee xuất hiện luôn khiến khán giả có ấn tượng mạnh mẽ. Còn Kim Yong Kwa, với vẻ ngoài soái ca, anh miêu tả xuất sắc một kẻ khờ đáng yêu nhưng thất bại trong chuyện tình yêu. Như chàng trai bước ra từ tưởng tượng của hàng triệu cô gái, trông qua tốt bụng, bướng bỉnh và hy sinh mọi thứ cho người mình yêu. Từng có ai xem một câu nói bâng quơ của bạn là một điều thiêng liêng và cố gắng thực hiện? Từng có ai vì bạn cố gắng vươn lên để rút ngắn khoảng cách giữa hai người? Và đã từng có ai vì bạn mà bất chấp cả sinh mệnh? Điều sai lầm của nhiều bộ phim từ Âu sang Á vì cố gắng khiến khán giả thích nhân vật chính đến mức xây dựng hình tượng như vị thánh, khiến nhân vật một chiều, khó thấy sự kết nối, thì với chàng trai này của chúng ta, anh cũng phạm sai lầm và có những hành vì đáng ghét. Khán giả vẫn yêu Ho-joon vì họ thấy được anh đang dần trưởng thành. Tất cả chúng ta từng như thế, sự giận dữ nông nổi của tuổi trẻ khiến chúng ta hành động điên rồ và ngu xuẩn. Điều anh làm không hề thần thánh. Có chăng chỉ là kẻ si tình làm theo sự mách bảo của chính trái tim, cũng vì sự khờ khạo của nam chính đã tạo ra tiếng cười cho khán giả. Mọi nhân vật xuất hiện trong câu chuyện vừa vặn, không phô cũng không thừa thãi, tạo ra dàn nhân vật phụ đáng yêu, vui nhộn, điều mà bộ phim đã làm rất tốt. Nối theo cuộc hành trình dài của hai người, khiến người xem cười vật vã, xúc động, ngưỡng mộ, bồi hồi. Nhưng cũng cảm thấy tức giận với an bài của số phận. Họ xa nhau vì gia đình, vì những người thứ ba bất đắc dĩ bước vào cuộc đời của cả hai, vì cuộc sống xoay vần, vì nhiều thứ khác. Nhưng tàn khốc nhất là vì không đúng thời điểm. Khi Song Hee cần một gia đình, cần một lời hứa hẹn lâu dài, thì Ho-joon vẫn đau đáu định hình ước mơ của mình. Đó là điều khiến họ xa nhau vĩnh viễn. Cuộc đối thoại cuối cùng của hai người, đoạn kết buồn như một dấu chấm hết cho cả cuộc hành trình dài của họ. Tuy nhiên, đoạn cuối chưa thực sự chạm tới cảm xúc của khán giả. Cảm giác như quỹ thời gian đã hết và đến lúc nói lời tạm biệt. Mô típ cũ và hầu như không có cao trào nên chưa để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Chúng ta có thể bất giác kể ra được những bộ phim tương tự cùng thể loại và có phần kinh điển hơn như La La Land, Be With You, You Are The Apple Of My Eye. Nên phim cần thêm sự sáng tạo để mang đến cảm xúc mãnh liệt cho khán giả. Trở thành tình đầu của ai đó nặng nề lắm, nặng tới mức chúng ta không thể gánh vác nổi. Ở cái tuổi nhỏ dạ, chúng ta chẳng có gì ngoài một con tim biết lòng yêu thương. Ta không lường trước được những phức tạp của cuộc sống hàng ngày, bởi vậy tình đầu thường không kết thúc tốt đẹp. Khi đã tranh vênh mệt mỏi vì cuộc sống với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chán trường với tình yêu giả dối vật chất, hãy nhớ về tình đầu như giấc mộng đẹp để trái tim chai sạn một lần nữa được sống hết mình với tình yêu.